Nội các Đức thông qua dự luật hợp pháp hóa việc sở hữu cần sa để giải trí một cách có kiểm soát trước khi Quốc hội ra quyết định về vấn đề này. Dự luật được chính phủ Đức thông qua vào ngày 16 tháng 8 sẽ cho phép người trưởng thành sở hữu tối đa 25 gram cần sa và được trồng tối đa 3 cây cần sa để sử dụng cá nhân. Người dân Đức cũng được phép tham gia các nhóm cần sa phi lợi nhuận tối đa 500 thành viên nơi loại cây này được trồng và mua hợp pháp. Họ sẽ không được hút cần sa tại các câu lạc bộ hoặc khu vực lân cận của trường học, nhà trẻ, sân chơi, sân thể thao. Dự luật này cũng cần được các nghị sĩ Đức thông qua. Quốc hội Đức sẽ họp trở lại sau kỳ nghỉ hè vào ngày 4 tháng 9. Bộ Y tế Đức gọi dự luật là bước ngoặt trong thái độ của nước này đối với cần sa, cho rằng cách tiếp cận cởi mở hơn sẽ giúp giải quyết thị trường chợ đen và các tội phạm liên quan ma túy, từ đó giảm bớt gánh nặng cho cơ quan thực thi pháp luật và cho phép tiêu thụ cần sa an toàn hơn. Theo Bộ Y tế Đức, số thanh niên 18 đến 25 tuổi sử dụng cần sa ít nhất một lần vào năm 2021 đã tăng gần gấp đôi so với thập kỷ trước lên 25%.